vọng thấy thường quá. Lâu rồi mới gặp. Không có gì, cơm xỉu cơm cũng chơi được á. Trò chơi của chị tên là sóng biển. Khi chị nói sóng biển, sóng biển, em sẽ nói nhấp vô, nhấp vô. Nhớ chưa? Rồi làm thử cái nha. Sóng biển, sóng biển. Nhấp vô, nhấp vô. Rồi, khi chị nói sóng biển biên về bên trái, là em phải sao? Cũng phải nghiêng vậy nhá. Cũng phải nghiêng vậy. Khi chị nói sóng biển, sóng biển. Nhấp vô, nhấp vô. Chị nói sóng biển nghiêng về trước. Đúng rồi. Nghiêng về trước nữa. Rồi, vậy là nhắc ngay về cái hiểu nè. Sóng biển, sóng biển. Nhấp vô, nhấp vô. Sóng biển nghiêng qua bên phải. Sóng biển nghiêng về bên trái. Sóng biển tiến về đằng trước. Sóng biển nghiêng về đằng sau. Sao nữa? Ai không làm tôi phải cái nha. Sóng biển nghiêng qua bên trái. Bên trái đâu có ai nghiêng bên phải không? Sóng biển nghiêng về bên phải. Bên phải nữa. Phải nữa. Phải nữa. Rồi, sóng biển nghiêng về bên trái. Nghiêng về trước. Trước nữa. Trước nữa được không? Rồi, sóng biển nghiêng về đằng sau. Nghiêng nhẹ thôi. Sao nữa? Đằng sau nữa. Ôi đằng sau này không có nghiêng gì. Nghiêng đằng sau. Nghiêng đằng sau. Rồi nghiêng đằng sau nữa. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ tới lượt trên. Tiếp theo mang tên là vũ điệu quá đá quá như trên này chưa ta? Là khi nhạc lên thì mình còn khi nhạc dừng thì mình ngưng theo nhạc được không? Hiểu chưa? Rồi chút xíu nha.